Dạ thưa ông tác giả Lý Đồng Miền Trung, tôi có một câu hỏi cho ông tác giả là cái sự khả tín của cuốn sách Lý Đồng Miền Trung nó tùy thuộc rất nhiều vào cái nhân vật tình báo Hoàng Kim Loan. Do đó là tôi muốn hỏi ông tác giả là ngoài ông thiếu tá và các cộng sự viên mà đã thẩm vấn ông Hoàng Kim Loan như trong cuốn sách ông trình bày, thì còn có nhân vật nào khác đã thẩm vấn Hoàng Kim Loan để chúng tôi có thể kiểm chứng? Và ông có biết gì về số phận của Hoàng Kim Loan sau 1975 hay không? Dạ vâng, tôi xin trả lời cái này cũng là anh cho tôi trả lời câu đó, tôi trả lời lại với anh liền. Cái câu trả lời này cũng rất hay, vì trước đây có nhiều người không tin và vẫn nói Hoàng Kim Loan là một cái nhân vật tượng tượng, Liên Thành tượng tàng, tượng tượng ra viết như cái chuyện Điệp Viên vậy. Thì tôi xin thưa với quý vị hoàn toàn tượng tượng. Tôi có thể đọc sơ lý lịch của Hoàng Kim Loan cho quý vị nghe. Hoàng Kim Loan sinh năm 1902 tại xã Phong An, quận Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên. 1944 đó thì Hoàng Kim Loan đã gia nhập Đảng Cộng sản Đông Dương. 1945 á, là Hoàng Kim Loan phụ trách về thanh niên thành phố Huế. Và 1958 á, Hoàng Kim Loan phụ trách tình báo cục quân báo của quân khu Trị Thiên. 68 Hoàng Kim Loan phụ trách cái chương trình tốc nội dày tại Huế. Và 72 thì bị chúng tôi bắt. Cái số phận của Hoàng Kim Loan khi bị bắt xong và đến năm 75 thì là Hoàng Kim Loan được đón tiếp như một vị anh hùng của bọn chúng. Hà Nội đã đưa người ra Côn Đảo và rước Hoàng Kim Loan về Hà Nội, được thăng quân hàm là thiếu tướng. Và sau đó, sau một thời gian làm việc tại Tổng cục 2 tình báo của Cộng sản, thì Hoàng Kim Loan được trở lại Huế để thăm gia đình và chết tại Huế. Khi Hoàng Kim Loan chết thì ở trong một cái tình trạng mà do người em ruột của Hoàng Kim Loan là Hoàng Mạnh Hùng, xã trưởng xã Phong An của Việt Nam Cộng Hòa, đã tiết lộ với Trung úy Nguyễn Thế Thông hiện sống tại Wisconsin ở tiểu bang Kansas rằng anh tôi bị đầu độc chết. Có nghĩa là cơ quan tình báo Cộng sản Bắc Việt đã thanh toán Hoàng Kim Loan. Cái lý do là Hoàng Kim Loan đã khai báo cái vụ mầu thân quá rõ ràng, nghĩa là Hoàng Kim Loan đã tố giác Bộ Chính trị và Đảng Cộng sản Việt Nam chủ trương dùng bạo lực cách mạng đối với dân Huế. Đó là cái lý do mà Hoàng Kim Loan phải chết, bởi vì cơ quan tình báo Việt Cộng thanh toán. Hoàng Kim Loan có thiệt hay không? Thì xin trả lời là có thiệt. Có thiệt là bởi vì rằng rất nhiều nhân vật thẩm vấn Hoàng Kim Loan như Thiếu tá Trương Công Ân phụ trách ngành cảnh sát đặc biệt phụ tá cho tôi hiện ở tại Bosa, Westminster ở Nam California. Anh Trung úy Nguyễn Thế Thông, trung tâm phó, trung tâm thẩm vấn của Bộ Chỉ huy Cảnh sát Quốc gia Thừa Thiên cũng đã từng phỏng vấn Hoàng Kim Loan, thẩm vấn Hoàng Kim Loan hiện tại ở Kansas. Và người thứ ba quan trọng nhất là anh Hồ Anh Triết. Anh ta, nếu nói trong ngành, anh là chỉ huy trưởng hay là trưởng ơ lực lượng cảnh sát đặc biệt của vùng 1, tất nhiên là Bộ Chỉ huy Cảnh sát Quốc gia vùng 1 gồm có 6 tỉnh, tính từ Quảng Ngãi ra thấu Quảng Trị. Sau khi chúng tôi thẩm vấn Hoàng Kim Loan một thời gian thì anh Hồ Anh Triết với tư cách là chỉ huy trưởng cảnh sát đặc biệt trưởng ở vùng 1 đã lấy Hoàng Kim Loan vào phòng thẩm vấn khoảng một tháng. Và cái mục đích của Bộ Chỉ huy khu 1 thẩm vấn Hoàng Kim Loan là họ muốn tìm hiểu rằng là nếu có một cuộc
đánh xảy ra giữa Trung Cộng và Việt Nam thì là Nga sẽ binh Trung Cộng hay là binh Việt Nam đó. Thì cái người mà phỏng vấn anh ông Hoàng Kim Loan là Hồ Anh Triết, hiện tại ở Houston, Texas. Quý vị nào muốn tôi sẽ đưa cái số điện thoại của anh Triết, vì tôi có xin phép anh Triết lâu rồi. Thì tôi nói có nhiều người họ nói là nhân vật Hoàng Kim Loan không là người thật, thì tôi có xưa về anh Triết. Nếu có người nào mà không muốn mà muốn biết thật hay giả thì anh có thể trả lời không? Thì anh Triết nói tôi sẵn sàng, anh cứ cho số điện thoại đi. Thì nếu ai muốn biết Hoàng Kim Loan thiệt hay giả, Liên Thành nói đúng hay sai, thì xin liên lạc với tôi đưa cái số ủng hộ anh Triết để quý vị có thể phối kịp với ủng hộ anh Triết. Xin cảm ơn. Rồi, rồi, cảm ơn quý vị, là chương trình chúng ta cũng đã dài quá rồi. Cái câu của anh lặp lại để tôi trả lời. Câu hỏi của tôi là theo chủ trương của anh đang chỉ đối thoại với những người nào nằm trong làn đường tình báo. Vậy từ khi mà anh gửi thư mời ông Trần Kim Đoan, anh cũng hiểu là ông Trần Kim Đoan không phải nằm trong làn đường tình báo. Vậy thì cái căn cứ nào mà có thể mời để đối thoại? Thưa anh là như thế này, khi tôi nói cái câu đỏ đó thì rất lâu trước đây, khi ông một cái ông ngoài là Bảo Kiểm Quốc á, ông đòi đối thoại trên bao thóc. Tôi xin nói thẳng với anh là tôi biết ông Bảo Kiểm Quốc là ai. Ông Bảo Kiểm Quốc là một nhân viên của xây dựng nông thôn. Ông Bảo Kiểm Quốc là một đệ tử chùa Việt Nam ở tại tỉnh Quảng Trị. Ông năm nay 62 tuổi. Tôi còn biết rõ số điện thoại của ông ta nữa. Và trình độ của ông ta chỉ là một người trong cái ban thâu thuế chờ đứng ba mà thôi. Vì nhưng mà ông ta được đưa ra và đằng sau ông ta là một số người rất có trình độ. Họ có trình độ ở những cái bậc cấp cao và họ là những người Phật tử đã từng hoạt động ở Huế. Đó, họ đưa ông này ra. Thành ra rất nhiều lần tôi muốn lôi ông này ra ánh sáng để trực diện nói chuyện với tôi. Và tôi nghĩ rằng cái khả năng ông ta không thể đối đầu với tôi được, cho nên ông ta cứ từ chối. Thành buộc lòng ông ta cứ đòi là tôi phải lấy trên bao thuốc, là trên một cái hệ thống ảo để nói chuyện với ông. Thì tôi có trả lời là tôi không nói chuyện với ma, và tôi cũng không muốn nói chuyện với một cái người giống như là con chuột sợ ánh sáng. Nếu không sợ ánh sáng thì ra hẳn và chúng ta đối diện với nhau để nói chuyện. Đây là vấn đề lịch sử, tài giáo lại giấu tên, tài giáo lại trốn tránh mà chỉ dùng tiếng nói. Vì vậy cho nên tôi nói là tôi chỉ muốn nói chuyện với người có một tí khả năng. Đó là cái ý của tôi. Còn đối với ông Đoàn, ông là một tiến sĩ, ông là một Phật tử, đủ thứ chuyện hiểu biết của ông thì tôi sẵn sàng không căn cứ trên cái vấn đề tình báo. Và đối với ai cũng vậy, tôi không căn cứ trên vấn đề tình báo, nhưng mà ít nhất phải cho tôi biết tên tuổi để tôi còn biết cái khả năng hò ngang đâu chứ. Cho bây giờ tôi đi nói với một người mà tôi nói chuyện dưới đất, ông nói trên trời, tôi nói bên phải, ông nói bên trái thì mất thì giờ của mọi người. Đó là cái lý do mà tôi nói như vậy đó thưa anh. Bây giờ tất cả chúng ta đây được có lẽ là mãi mãi rồi. Để chúng tôi xin cảm ơn tất cả quý vị và xin cảm ơn một lần nữa, cảm ơn tất cả quý vị và ủng hộ mọi người đã mắc quý động mùa chung đến đây là chính thức. Xin chào, cảm ơn nhà hàng câu lạc bộ làm xe.